một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải trên quốc lộ 1A tại địa bàn xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai khiến 3 người nguy kịch vào khoảng 16 giờ 30 ngày 2 tháng 9 năm 2013. Theo thông tin ban đầu, khi đó xe khách giường nằm 77B00331 đang lưu thông từ hướng Đồng Nai đi Bình Thuận đến đoạn đường thuộc km 1840, ấp Hòa Bình, xã Đồng Hòa thì đụng vào xe tải 60C10645 đang lưu thông chiều ngược lại. Sau đó xe khách văng sang bên phải đường khoảng 20m, tông gãy một trụ điện trung thế mới chịu dừng lại khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn. Vụ tai nạn khiến cho hai xe hư hỏng nặng, hai người trên xe tải và một người trên xe khách bị thương rất nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do trụ điện trung thế bị gãy nên đã gây ra tình trạng mất điện cục bộ trên địa bàn một số xã của huyện Thống Nhất và Trảng Bom. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, do lượng phương tiện đổ về thành phố Hồ Chí Minh trong ngày lễ đông khiến đoạn đường này kẹt xe nhiều cây số. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.